một vật giai đoạn thêm phương trình A bằng 20 vi bình có 2 vi t cộng phi. Xác định quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất vật đi được trong 2,25 giây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy A mát bằng 20 vi bình. Omega bằng 2 vi. Đấy, thời gian của chúng ta là 2,25 giây. Vậy chúng ta phải xem nó là điều kiện thuận hay điều kiện nghịch. Chỉ muốn biết thuận hay nghịch, em phải tính chu kỳ. Omega bằng 2 vi, vậy chu kỳ bằng 1. Vậy em sẽ thấy rõ ràng T lớn hơn T luôn, chứ không phải là T phần 2. T không phải lớn T phần 2 mà lớn luôn hơn cả T. Vậy thì chỗ này em sẽ nói T nó lớn hơn T, T nhỏ lớn hơn chu kỳ. Vậy em áp dụng trường hợp nào đây? Ở đây thì điều chuẩn là lớn hơn T phần 2 trong khi T nhỏ đang lớn hơn T lớn. Vậy chúng ta phải giải quyết như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy có điều đặc biệt. T nhỏ bằng 2,25 T lớn. T lớn bằng 1, T nhỏ là 2,25, nghĩa là T nhỏ bằng 2,25 T lớn. Có nghĩa là bằng 2 T lớn cộng cho 1/4 T lớn. Đấy, 2 T lớn cộng cho 1/4 T lớn. Vậy em sẽ thấy chỗ này là 2 T lớn. 2 T lớn có nghĩa là số nguyên lần chu kỳ. Mà số nguyên lần chu kỳ thì quãng đường mass sẽ bằng quãng đường min. Cho nên chúng ta không cần phải tìm quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất ứng với thời gian là 2 T lớn. Bởi vì hai cái giá trị này bằng nhau. Vì nó sẽ khác nhau là khác nhau ở cái khoảng thời gian 1/4 chu kỳ phía sau. 1/4 chu kỳ phía sau. Vậy em chỉ cần tìm quãng đường mass và quãng đường min ứng với 1/4 chu kỳ phía sau. Đấy. Còn hai chu kỳ phía trước thì quãng đường mặc định là bao nhiêu? Mỗi chu kỳ là 4 đơn vị độ. Vậy hai chu kỳ sẽ là 8 đơn vị độ. Như vậy chúng ta sẽ có hai T lớn này ứng với 8 đơn vị độ là cố định. Chỉ cần tính mát min cho cái 1/4 chu kỳ là được. Đấy. Chỉ 1/4 chu kỳ là nhỏ hơn 1/2 chu kỳ. Do đó áp dụng điều kiện nghịch. Ớt mát là trục sin, ớt min là trục trục cong. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm ớt mát bằng cách lấy ứng xứng và trục trục sin. 1/4 chu kỳ ứng với 90 độ. Vậy chúng ta sẽ lấy về bên trái 90, lấy về bên phải à. 1/4 chu kỳ là 90 độ thì chúng ta phải cưa đâu? Khi lấy đối xứng phải cưa đâu? Vậy lấy về bên trái 45, lấy về bên phải 45. Vậy từ đây thì lấy về bên trái 45. Thì lấy về bên phải 45. Đấy, vậy thì có góc này là 45. Hay là vi phần tư. Góc này cũng là 45 hay là pi phần t. Như vậy chúng ta sẽ có đây là trừ x, đây sẽ là x, và hai đoạn này đối xứng với nhau. Do lấy đối xứng cho nên x và trừ x sẽ đối xứng với nhau qua vị trí cân bằng. Đấy. Như vậy cái quãng đường chúng ta sẽ là đoạn này. Đây sẽ là quãng đường mắt. Đấy. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có ớt mát bằng gì? Ớt mát bằng gì? Cái đoạn này bằng gì? Đoạn này sẽ là hai lần của x. Với đoạn này là x, đoạn này cũng là x. Vậy hai lần của x. Hai lần của x. Đấy, thì cái ớt mát bằng hai lần của x chính là quãng đường mát ứng với 1/4 chu kỳ. Nhưng chúng ta còn lại cái khoảng thời gian là hai chu kỳ nữa. Cho nên chỗ này em cộng thêm 8 lần biên độ. Bởi vì một chu kỳ ứng với 4 biên độ, vậy hai chu kỳ sẽ là vượt qua được là 8 biên độ. Vậy chỗ này cộng thêm 8 biên độ. Đấy. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có x thì bằng gì? Góc này 45 thì góc dưới này cũng là 45. Nghĩa là pi phần tư. Cos 45 bằng kề khí quyển
Vậy kê sẽ bằng quyền nhân cos 45. Hay thầy dùng là cos của biên phần tử. Vậy cả quyền cái nào vậy? Ở đây chúng ta sẽ có gia tốc cực đại là 20 pi bình, omega là 2 pi. Vậy biên độ sẽ là mấy? Biên độ sẽ là a mà chia omega bình sẽ là 5 cm. Vậy biên độ là 5, đây sẽ là trừ 5. Vậy chúng ta sẽ có x bằng 5 nhân cos pi phần tử. 5 nhân cos pi phần tử cộng 8a cũng như là 8 nhân 5. Vậy kết quả tôi được gần bằng 47,07 cm. 47,07 cm. Như vậy quãng đường mát chúng ta tìm được. Tương tự tìm quãng đường mi bằng cách lấy đấu xứng quanh trục cos. Đây vẫn là 1/4 chu kỳ ứng với góc 90 độ, có nghĩa là chúng ta cưa đâu ra 4 lần mỗi góc. Vậy từ vị trí biên chúng ta lấy dạng ngược lên phía trên, một góc 40 lần. Từ vị trí biên chúng ta lấy ngược xuống phía dưới, một góc 40 lần. Vậy đây là cái ly độ hiện tại là x. Vậy cái quãng đường chúng ta sẽ là đoạn nào? Chúng ta đang có hai cung, cung này và cung này. Đấy. Vậy ứng với cung này, ứng với cung này thì quãng đường chúng ta sẽ là đoạn này. Ứng với cung này, ứng với cung này thì đoạn đường chúng ta sẽ là đoạn này. Như vậy chúng ta sẽ có hai đoạn, đoạn này cộng đoạn này. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có Earth mean sẽ bằng hai lần của đoạn này, mà mỗi đoạn là gì? Mỗi đoạn sẽ bằng đoạn lớn trừ đoạn nhỏ. Đoạn lớn là a, đoạn nhỏ là x. Đấy. Đoạn lớn là a, đoạn nhỏ là x. Vì hai lần a trừ y. Nhưng chúng ta còn lại hai chu kỳ này chúng ta chưa sử dụng. Cái hai lần a trừ x chỉ là quãng đường biên ứng với 1/4 chu kỳ, chỉ còn hai chu kỳ nữa, mà hai chu kỳ ứng với 8a, vậy cho đây là cộng thì 8a. Vậy chúng ta sẽ thấy là đây a đây là 5, biên độ là 5. X trong trường hợp này sẽ bằng với x trong trường hợp này sẽ là gì? 5 nhân cos pi phần tử cộng 8 nhân 5. Vì kết quả gần bằng 42,93 cm. 42,93 cm. Coi như chúng ta đã giải quyết xong.